Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trí Tâm Đường, và trong video này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vì sao mà các bạn bị hôi nách, và hôi nách nó có lây không và nó có điều trị được tận gốc không. Thì dưới góc nhìn một chuyên gia, trước khi nói về hôi nách thì chúng ta phải nói về cấu tạo của tuyến mồ hôi. Thì đây là một cái lát cắt về cái lớp biểu bì dưới da cũng như là tuyến mồ hôi. Chúng ta thấy là cái tuyến mồ hôi của chúng ta không đơn thuần nó chỉ tiết ra mỗi cái nước thôi, mà nó còn tiết ra cả cái chất nhờn nữa, hay là các cái cặn bã. À, thì khi đó nó tiết lên cái bề mặt da, và khi mà tiết lên bề mặt da này thì cái mùi mồ hôi hay là cái mùi của chất bã hay chất nhờn nó không có mùi gì đâu, do là cái các cái vi khuẩn này nó hoạt động để nó phân hủy các cái chất cặn bã này, nó mới gây ra mùi. Vậy thì có những người mà lại bị mà có những người lại không, họ có sự khác nhau giữa cái cấu tạo của tuyến mồ hôi hay không? Thì xin trả lời luôn là không có cái sự khác nhau. Tuy nhiên thì mồ hôi của mỗi người ấy, nó lại khác nhau. Cấu tạo thì giống nhau, nhưng mà cái những cái chất mà cái tuyến mồ hôi nó thoát ra từ mỗi người lại khác nhau. Có người thì rất là nhiều cái dầu, có người lại rất là nhiều cái dạng cặn bã. Thế cho nên là các cái vi khuẩn nó hoạt động, nó sẽ tạo lên cái mùi khác nhau, và cái mùi mồ hôi đặc trưng nhất đó là tạo ra cái sự hôi nách ấy, đó là chính là cái việc là mồ hôi dầu. Các cái vi khuẩn phân hủy các cái dầu đó thì nó sẽ tạo ra các cái mùi rất là khó chịu, và cái mùi này thì nó cũng không ảnh hưởng, nó cũng không gây chết người, nhưng mà nó sẽ gây cho các bạn những cái khó khăn trong việc là hạn chế trong việc là giao tiếp, hay là các bạn gây ra những cái sự tự ti, các bạn sẽ không tự tin trong việc là tiếp cận những người khác. Vậy thì những ai mà hay bị cái mồ hôi mà có mùi thì chúng ta thấy là thường gặp ở những người mà có thói quen ăn đồ cay nóng, ăn nhiều dầu mỡ. Các bạn ở tuổi dậy thì có vệ sinh kém, những người làm công việc lặng nhọc, chúng ta thấy là thường xuyên đổ mồ hôi, ướt quần ướt áo, thì nó cũng sẽ làm cái nguyên nhân không nhỏ dẫn đến là bị mùi mồ hôi. Các bạn có bệnh lý về gan, thận, tuyến giáp, hệ tiêu hóa và các bệnh viêm nhiễm, các bạn có tình trạng bất ổn, căng thẳng, đau họng, các bạn đừng thấy là những người mà công nhân làm việc lặng nhọc thì khi đó nó mới đổ mồ hôi nhé. Có rất là nhiều bạn ấy, là khi mà phải trình bày hay phải báo cáo hay là phải nói trước đám đông, hay là gặp những cái đối tác, hay là gặp những người mà mình thấy là mình cảm giác có sợ hãi hoặc là cảm giác căng thẳng khi mà gặp người đó, thì chúng ta thấy là nó cũng sẽ tiết mồ hôi và thậm chí là cũng ướt hết người, chứ đừng nói là những người mà làm công việc lặng nhọc mới tiết mồ hôi. Vệ sinh cá nhân không sạch sẽ, và đặc biệt là do di truyền thì cái bệnh này nó cũng có tính chất di truyền. Nếu như cả bố và mẹ mà cùng bị hôi nách thì 85% là con sẽ bị, còn nếu như mà chỉ có bố hoặc chỉ có mẹ thì 50% là con sẽ bị hôi nách. Đấy. Thì cái nguyên nhân gây hôi nách thì chúng ta đều biết rồi, nó không phải là do cái mồ hôi của mỗi người nó gây ra, mà do vì cái vi khuẩn hoạt động trên cái bề mặt đó, và do cái các cái chất ở trong mồ hôi của mỗi người nó tiết ra trên cái bề mặt da, thì khi đó vi khuẩn nó hoạt động, nó phân hủy những cái chất cặn bã đó, phân hủy những cái chất dầu mỡ đó, thì nó sẽ tạo ra những mùi hôi nách. Và những người mà hôi nách thì thường là nó sẽ bị ra mồ hôi nhiều ở dưới cánh tay hay là ở dưới nách ấy, thì nó sẽ khi mà có nhiều mồ hôi thì vi khuẩn có nhiều cái dưỡng chất để hoạt động, và nó sẽ sinh sôi nảy nở, nó càng tạo ra nhiều mùi. Và khi đó thì màu mồ hôi nó thường là sẽ có cái biến đổi bất thường, thì thường là gặp ở những bạn mà có mồ hôi dầu. Đấy, hoặc là một số bạn mà tiết quá nhiều cặn bã thì nó sẽ có cái màu trắng, và những bạn nào mà thường là mồ hôi dầu nó sẽ biến đổi sang màu vàng. Đấy, nếu như mà một số bạn có cái ráy tai mà ướt ấy, thì tức là tuổi nhỏ mà đã thấy ráy tai ướt, thì khi mà lớn thì nhiều khả năng là mồ hôi dầu nó cũng sẽ hoạt động và nó sẽ tạo ra cái chứng hôi nách. Các bạn mà lạm dụng cái việc cạo hoặc nhổ lông nách thì nó cũng sẽ bị nhé, tại vì là khi đó các bạn nhổ lông nách này nó cũng sẽ gây viêm nhiễm xung quanh chân lông, và nó cũng sẽ là cơ hội để cho vi khuẩn hoạt động. Một số bạn sử dụng các cái loại thuốc thì nó cũng gây ảnh hưởng, đặc biệt là những cái thuốc về thần kinh ấy, thuốc về chống stress căng thẳng, thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái tuyến mồ hôi, và nó cũng sẽ gây ra nhiều mồ hôi, thì là chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị hôi nách. Phụ nữ ở cái tuổi trước và sau khi sinh đẻ thì khi đó là cái tuyến mồ hôi nó cũng hoạt động rất là mạnh, cái nội tiết tố nó cũng hoạt động rất là mạnh, cho nên là nó sẽ dễ gây hôi nách hơn. Đặc biệt là phụ nữ thì cái lớp mỡ ở dưới da nó dày hơn, cho nên là nó cái tuyến mồ hôi dầu nó hoạt động mạnh hơn. Đây là một số cái nguyên nhân chúng ta thấy là có thể gây ra hôi nách. Vậy trả lời câu hỏi hôi nách có lây không, thì không lây đâu các bạn ạ. Nếu như các bạn vệ sinh sạch sẽ thì cho dù các bạn có tiếp xúc hay là có làm việc hay là có
dùng quần áo hay là gì đó của người bị hôi nách, thì sau khi đó bạn vệ sinh sạch sẽ thì các bạn cũng sẽ hết mùi, và bạn dùng nó chỉ bị ám mùi ở cái lúc dùng thôi, còn sau đó là các bạn hết nhé. Do vậy là nếu như bạn nào mà không bị hôi nách thì thường là, hoặc là ít bị hôi nách, thì chúng ta thấy là chúng ta cứ vệ sinh sạch sẽ là nó sẽ hết. Còn những bạn mà đã bị hôi nách rồi thì nó sẽ khó hơn. Một câu hỏi là dùng lăn khử mùi thì nó có hết không? Thì trả lời luôn các bạn, lăn khử mùi là dùng không hết được. Đấy, nó chỉ là dùng mùi thôi, mùi hương dễ chịu để che đi cái mùi mồ hôi, gọi là cái nguyên nhân gây ra cái hôi lách của chúng ta thì nó gọi là được che đi bởi một cái mùi khác thôi. Thế cho nên là nó không hết được. Thế do vậy là các bạn nên sử dụng hay là lựa chọn những cái lăn lách mà có cái tác dụng kép, tức là ngăn cái tiết mồ hôi này, ngăn cái việc tiết mồ hôi này. Thì cái việc ngăn tiết mồ hôi này chúng ta thấy là chúng ta có thể sử dụng một số cái sản phẩm mà nó mang cái tính chất là các cái dưỡng chất từ tự nhiên. Đấy, khi mà chúng ta dùng vào trong đó thì dùng vào nách hoặc là dùng vào chân ấy, thì nó sẽ các cái dưỡng chất này nó sẽ giúp cho cái việc là điều tiết cái việc ra mồ hôi tại cái việc đó, tại cái khu vực đó, khu vực đó nó sẽ đỡ ra mồ hôi hơn. Đấy, như vậy thì nó sẽ cũng đỡ hôi hơn. Thì cái việc mà các bạn sử dụng cái những cái lăn nách mà có cái tác dụng kép này này thì các bạn nhớ là các bạn phải sử dụng sau khi tắm và trước khi đi ngủ ấy, thì khi đó là cái tuyến mồ hôi của chúng ta là ít hoạt động nhất, thì khi đó cơ hội để cho các cái dưỡng chất này nó thẩm thấu vào trong bên trong da, sâu vào trong da để cải thiện cái việc là tiết mồ hôi hay là tác động đến được cái tuyến mồ hôi một cách tốt nhất. Chứ còn nếu như các bạn sáng ra các bạn đi làm hoặc là các bạn bắt đầu công việc, các bạn mới dùng cái lăn lách hay là cái dùng những cái sản phẩm mà gọi là có tác dụng kép này thì nó cũng có, nó cũng ít có tác dụng, là tại vì là khi đó cái tuyến mồ hôi nó ra rồi và nó sẽ đẩy, nó sẽ khiến cho những cái dưỡng chất này nó bị trôi đi luôn. Đấy. Thì một sản phẩm mà mình dùng cũng khá là ổn thì có thể giới thiệu cho các bạn, đó là cái sản phẩm serum inox. Để các bạn nếu như mà cần thì có thể liên hệ với số Zalo bên dưới thì mình sẽ cung cấp cho các bạn. Để mà trị được tuyệt đối về cái hôi nách thì các bạn phải cắt cái tuyến mồ hôi đi, này không có cái tuyến mồ hôi thì vi khuẩn hết dưỡng chất để hoạt động, do vậy là các bạn cũng dễ dàng là khỏi được bệnh hôi nách. Thì đây là cái cách mà nó gọi là dùng phẫu thuật đấy. Thì dùng phẫu thuật này nhìn chung là chúng ta thấy là dùng làm một lần thôi là xong, tuy nhiên thì nó cũng khá là đau đớn và cũng có thể là có những cái phản ứng phụ hay là hậu quả. Tuy nhiên thì nếu như bạn không còn cách nào để chống đỡ nữa thì đây cũng là một trong cái giải pháp. Ngoài ra thì các bạn có thể là có một số cái phương pháp khác, nhưng mà sử dụng thuốc thì tiêm Botox thì cũng được, nhưng mà tác dụng nó chỉ 6 8 tháng thôi. Hay là dùng laser cũng vậy, thì nó là cái cơ chế làm đông vón protein. Thì các bạn quay vào đây thì những cái tuyến mồ hôi hay là chất bã hay gì đấy ở ở dưới cái da này nó không tiết lên đây nữa, nó đông vón rồi không tiết được lên nữa, thì khi đó là vi khuẩn hết dưỡng chất để hoạt động, nước thì vẫn lên nhé. Tuy nhiên thì cái này thì các bạn cũng vẫn phải thực hiện lặp đi lặp lại và chi phí của nó thì khá là tốn kém. Nên một số cách như vậy thì chúc các bạn là vệ sinh cơ thể sạch sẽ và không bị hôi nách, hoặc là giảm được cái sự tiết mồ hôi ở dưới nách thì các bạn sẽ đỡ bị hôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chào các bạn.